Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một mẫu hoa rất là đơn giản như thế này. Với cái mẫu này thì cực kỳ dễ làm luôn. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một ít len và một số hạt chai. Hạt chai thì nếu như các bạn có hạt chai hình giọt nước này thì nó sẽ nhìn cái cánh hoa nó sẽ đẹp hơn. Các bạn sẽ sử dụng 5 hạt chai hình giọt nước và một hạt tròn để làm nhị hoa như thế này. Còn nếu như bạn nào mà không có hạt chai hình giọt nước thì các bạn hãy sử dụng hạt chai hình tròn cũng được. Và mỗi cánh hoa này các bạn sẽ phải sử dụng là 2 hạt. Thay vì cái cánh hoa hình giọt nước các bạn dùng 1 hạt thì các bạn phải dùng 2 hạt. Và các bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình đó là kéo kim khâu len. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mỗi một cánh hoa này, các bạn sẽ sử dụng hết một sợi len dài khoảng 130 cm. Và các bạn hãy cắt ngắn ra như này cho mình, tầm 130 cm. Sau đó chúng ta xỏ một đầu vào kim trước. Các bạn xỏ vào một đầu như thế này. Và các bạn dùng đầu còn lại. Chúng ta quấn vào đầu ngón trỏ này cho mình. Tất cả 10 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn quấn cho mình đủ 10 vòng rồi. Chúng ta vắt cái đầu sợi len này lên trên như thế này. Sau đó đưa cái kim khâu len này qua. Các bạn cứ khâu như vậy cho tới hết một vòng cho mình. Các bạn đến đây rồi, các bạn vòng cái sợi len xanh như này để chúng ta khâu cho nó dễ.
Khi bắt các bạn khâu hết một vòng như này rồi, chúng ta đưa qua cái chân của cái mũi đầu tiên này cho mình. Các bạn đưa qua đây cho mình. Sau đó các bạn gấp đúng cái phần mà cái sợi len của chúng ta ở đây, các bạn gấp đôi vào. Chúng ta xo từ đây, xuyên kim vào phía trong này. Cánh hoa này thì mình sẽ dùng hai hạt trai. Các bạn lật cái dây sợi len lên như này, ông gấp đôi vào. Và đưa kim thẳng từ đây sang. Sau đó lật ngược cánh hoa lên. Chúng ta đưa kim qua cái lỗ của hạt trai này, sâu qua cả hai hạt. Các bạn ở phần này chúng ta rút kim nhẹ thôi. Các bạn rút từ từ cho cái sợi len nó khỏi bị rút chặt quá. Sau đó thắt nút cái đầu sợi len này. Và đưa cái kim khâu qua cái cánh giữa cái cánh hoa này để giấu cái đầu sợi len thừa đây. Mình giấu như thế này đến lúc mình cắt nó không sợ bung cái mối len. Vậy. Bây giờ chúng ta đã được một cánh hoa rồi. Các bạn sẽ làm 5 cánh hoa này cho mình. Sau khi làm đủ 5 cánh hoa như thế này rồi, các bạn dùng một đoạn len tước đôi ra. Chúng ta dùng len cùng màu. Chúng ta tước nhỏ ra như thế này khâu nó sẽ dễ hơn.
Chúng ta thắt nút cái đầu sợi len lại như thế này. Sau đó khâu từng cánh hoa vào với nhau. Đây là mặt phải của bông hoa. Các bạn lật cái mặt trái của bông hoa này lên. Sau đó chúng ta khâu thêm một vòng nữa. Các bạn thiết cho nó chặt các cánh hoa vào với nhau. Chúng ta đưa qua khoảng 2 vòng này cho nó chắc. Cái cánh hoa nó đã chắc đều như này rồi. Bạn đưa cái kim sang bên mặt phải của bông hoa.
Sau khi khâu chắc cái hạt chay ở giữa rồi rồi. Các bạn khâu thêm khoảng 2-3 vòng ở cái cánh hoa này nữa cho nó chắc. Nó vừa chắc mà nhìn cái bông hoa nó cũng đẹp hơn. Các bạn sau khi khâu chắc hết các cánh hoa như thế này rồi, chúng ta đưa kim sang bên trái của cánh hoa. Sau đó thắt nút cái đầu sợi len lại. Giấu đi một chút cái đầu sợi len thừa. Sau đó chúng ta cắt len. Như vậy là chúng ta đã xong bông hoa như thế này. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm một mẫu hoa rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở video sau.